Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão số 3, bão Sao La ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 140 km về phía Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 đến 15 km/h. Tới 16 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Dự báo do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội.